Thưa quý vị, hiện nay dưới sự phát triển của xã hội, áp lực dành cho những người trẻ từ học hành, tình cảm, chuyện gia đình cũng ngày một gia tăng. Tuy nhiên, thay vì đối diện với áp lực đó, một bộ phận giới trẻ lại có xu hướng suy nghĩ tiêu cực, dễ dàng tìm đến cái chết để lại hậu quả đau lòng cho gia đình và xã hội. Mới đây nhất, một cô gái chỉ mới 27 tuổi trú quận Thanh Khê vì buồn chuyện gia đình nên đã tìm đến cái chết, đã rung lên một hồi chuông cảnh báo về tình trạng dễ dàng tìm đến cái chết của một bộ phận giới trẻ hiện nay. Đến bây giờ, ông Nguyễn Văn Tuấn, ngụ phường Thuận Phước, quận Hải Châu vẫn chưa hết bàng hoàng vì đã chứng kiến một người gieo mình từ cầu Thuận Phước xuống sông để tự vẫn. Ngay lập tức, ông đã điện cho lực lượng phòng cháy chữa cháy 114 đến hiện trường để tìm kiếm nạn nhân. Nhưng đến nay, nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy. Nhà tôi ở gần đây, cũng như là chứng kiến những cái vụ tự tử đau lòng, thường những vụ việc như vậy, do suy nghĩ bế tắc hoặc là do những buồn chán việc gia đình. Theo một số chuyên gia tâm lý, việc trẻ sử dụng mạng xã hội là một trong những nhân tố ảnh hưởng tiêu cực đến suy nghĩ của các bạn trẻ. Lên mạng nói xấu, công kích nhau trên các hội nhóm để khiến cho nạn nhân bị sức ép, nảy sinh trầm cảm và suy nghĩ tiêu cực. Ý thức được điều này, tại các buổi tuyên truyền phòng chống tội phạm, lực lượng công an xã đã tăng cường tuyên truyền về những hạn chế của mạng xã hội đối với trẻ em. Qua đó giúp các bậc phụ huynh nâng cao ý thức, quan tâm hơn đến con em mình. Nếu như mình rớt vào tình trạng đó thì mình nên kiếm người để tâm sự và chia sẻ. Thậm chí là người trong gia đình mình không thể chia sẻ thì cộng đồng vẫn có thể giúp đỡ mình, chứ cũng không nên làm những cái việc như thế. Việc nắm bắt tâm tư tình cảm của người dân không chỉ giúp cho cảnh sát khu vực kịp thời giúp đỡ họ khi gặp khó khăn, mà còn có thể đưa ra những cái cách thức phòng chống những sự vụ việc tương tự. Nỗi đau để lại cho người thân của những nạn nhân tự tử là không thể xóa nhòa. Mong rằng mỗi cá nhân khi gặp khó khăn nên suy nghĩ, bình tĩnh để giải quyết vấn đề và mỗi gia đình nên quan tâm đến các thành viên nhiều hơn, kịp thời động viên, chia sẻ cùng họ để họ có động lực vượt qua khó khăn trong cuộc sống.